À, chào các bạn, trước mặt các bạn là cái thành phẩm chả mực chiên giòn mà bà Sáu vừa làm xong. Bây giờ mời các bạn xem cái quy trình cũng như công thức làm món này như thế nào nhé. À, dear our friend, in front of you is a finished product of fried grouse squid pancakes Mr. Sisters made. Now we invite you watch how to make this recipe. Chào các bạn, hôm nay mình làm cái món chả mực chiên giòn đây. Thì mình cần những thứ sau đây: 900 g mực nè, 200 g giò mọc á, một muỗng rửa canh hành tím với tỏi với gừng, hai muỗng canh bột khoai tây, một muỗng canh nước mắm nè, một muỗng rửa canh dầu mà mình phi với hành cho thơm á các bạn, một muỗng cà phê bột nêm, nửa muỗng cà phê muối, một muỗng đường, cà phê đường, nửa muỗng cà phê tiêu, nửa muỗng canh ớt chili đó. Thì bây giờ mình qua mình cắt mực mình xay ra các bạn. Bây giờ mình cắt mực xong rồi đó, bây giờ mình chuẩn bị bỏ vô mình xay đây. Thì cái mực này á các bạn, mình mua về mình rửa, mình cắt như này nè, cắt nhỏ nhỏ như vậy đó. Mà mình mua về cái mực đông lạnh á, ở đây thì có mực đông lạnh á, mình rửa xong mình cắt ra, mình rửa rồi mình chà muối, rồi muối với giấm rồi mình rửa cho sạch đó các bạn. Rồi mình phải bóp lại cho nó bớt cái nước nữa nè. Rồi mình sẽ lấy cái mình có lấy cái giấy, mà giấy lau tay á, rồi mình phải lau con mực nữa. Rồi mình cắt bỏ vô trong cái tủ lạnh đó các bạn, để mình cho nó, tại vì mực đây á, mực đông lạnh á, nó có nước nhiều á, thành làm cái chả nó không có dai. Thành mình rửa phải kỹ, rồi mình sẽ bỏ lại tủ lạnh, nó mất lạnh thì mình bỏ tủ lạnh đó. Mình phải dắt rồi bóp lại cái con mực cho nó bớt nước nè đó. Rồi cái mình phải phải lấy giấy lau nữa đó. Mình giữ con mực cho nó khô. Thì bây giờ mình xay, mình xay mực đây đó. Bây giờ mình sẽ mát, mình xay mực nè. Bây giờ mình cho mọc vô đi, nó nhuyễn rồi, gia vị vô cho mọc vô đó là đây. Bây giờ mình cho hành nè, hành tỏi gừng để cho nó thơm á các bạn, tại vì mực của nó hơi có mùi tanh tanh á, mình phải cho chút vô cho nó thơm. Rồi mình cho bột nêm, đường. Đây. Mình cho nước mắm nè. Gia vị vô hết. Đó, mực nó nhuyễn rồi. Rồi mình cho ớt chili vô luôn. Cho nó cay cay chút. Nó bán cái mùi tanh đó các bạn. Ngon lắm á. Rồi bây giờ mình cho bột luôn, bột bắp nè. Mình cho luôn. Đó. Rồi mình cho hai cái muỗng dầu rửa hành nè. Mình sẽ cho vô một ít hành phi vô nè, để nó ngon đó. Hai muỗng rồi đây. Bây giờ mình cho mọc luôn, mình cho mọc vô luôn nè. Mấy chị đi xay tổng hợp ra cho nó ngon đó. Rồi bây giờ mình xay xong á, bây giờ mình sẽ thử, mình lấy ra một cục mình thử đây. Thử thử à.
cái dừa không? Đây, giờ mình thử đây. Thì mình thử. Ngon, dừa ăn nè các bạn. Bây giờ mình cho cái chả ra. Đây. Bây giờ mình để cái chả mực ở trong tủ lạnh đó hơn nửa tiếng rồi. Bây giờ mình chiên nè các bạn. Bây giờ mình chiên chả mực đây. Dầu cũng nóng, mình để dầu cũng vừa vừa, không có nóng lắm nha. Để cái chả cho nó chín đó. Đó. Giờ mình chiên chả đây. Đây. Cái chả đây á các bạn, chiên ra mình để mình ăn lúc nào cũng được, ngon đó. Thì mình cái tiếp tục mình làm chiên như vậy. Mình chiên lửa cũng vừa thôi, cho mình cứ để cho lửa nó lớn lắm mà thì nó bị trong nó còn sống á các bạn đó. Bây giờ mình chiên này đây rồi đó, mình cứ chiên như vậy nè đây các bạn nè, chả nó dẻo mà nó ngon. Mình cứ vậy nè, mình cứ chiên nha đó, có một con đưa này, có một con chả. Nói chứ mình cũng chế biến ra mình ăn vậy thôi chứ có gì đâu, cũng như nấu mình ăn rồi cũng bỏ lên cho các bạn coi cho nó vui vậy thôi đó. Các bạn ai cũng làm hết, cũng biết làm nhưng mà mỗi người làm một cách khác phải không. Mình này làm cũng đơn giản thôi, mình bỏ lên này cho coi cho vui vậy, cho có gì đâu các bạn thấy không. Thì bây giờ mình để lá mình chiên cho nó vàng rồi, xong rồi bây giờ mình vớt chả ra đây đó các bạn thấy không. Đây, chả nè ngon không đó, thấy không. Đây nó dai lắm á các bạn ơi. Này bây giờ mình vớt ra rồi mình tiếp tục mình sẽ bỏ chiên cái khác đó. Đây thấy không, rồi mình sẽ chiên cái khác. Đây thấy hấp dẫn không các bạn, nay mình làm cái món chả mực chiên giòn rồi đây. Thì đây nè, mình mời các bạn nha, cái chả mực này ngon rồi mà nó dai không đó các bạn thấy không đó. Bây giờ mình mời các bạn ăn chả rồi uống chút rượu nha. Đây thì bây giờ mình cũng cảm ơn các bạn trong thời gian qua đó, lúc nào các bạn cũng bỏ chút thời giờ xem cái video của mình đó, thì mình cũng thành thật cảm ơn các bạn. Chúc các bạn một ngày mới vui vẻ ha, hẹn các bạn video sau. Bây giờ mình sẽ thưởng thức thử cái mình làm đây, mình chấm với là tương ớt mini nè đó. Các bạn thấy không, ngon không? Giờ mình thử à, ngon các bạn. Giờ uống một chút rượu nha, ăn cái này uống rượu nha, ngon lắm các bạn. Thì vậy thôi, mình hẹn lại các bạn video kỳ tới nha, bye.
Rồi, như vậy là bà Sáu làm xong cái món chả mực chiên giòn xong rồi. Thì xe ngựa đã sẵn sàng, tôi chuyển tải cho tới cộng đồng mạng không? Ai cần thì order đi, ai không order tôi gửi luôn. Xem video này là cùng thưởng thức với chúng tôi. Thì khi mà các bạn xem cái video xong á, xin các bạn cho lời bình luận nha. Thì thay vì lời bình luận của mỗi một bạn á, mình cảm ơn lời bình luận của mỗi một bạn, thì mình xin được cảm ơn tất cả các bạn cùng một lúc ở nơi đây. Các bạn có để comment hay không comment cũng được, nhưng mà các bạn có coi là chúng tôi cảm ơn các bạn rồi. Thì mình chỉ có hồi đáp lại những cái ý kiến hoặc là thắc mắc của bạn nào nếu có. Chúc các bạn và gia đình mọi sự may mắn, an lành ha, mọi tai qua nạn khỏi trong cái cơn đại dịch toàn cầu này. Hẹn các bạn lần sau ha. Bye bye. Dear our friend, please leave a comment. Instead of thank for each our friend comment, we thank everyone right here. We only reply someone who has idea or question. God bless you and everyone in the world. Thank you for watching. See you next time. Bye-bye.